chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hồn xoàn nó cấn vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi, chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ủa, cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ, lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó thì vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ. Vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho em hốt vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Con nít là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn, không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước. Là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ. Chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17. Vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Vô phòng xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau chuyện đó về là em mới bắt đầu em... hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy, nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ, đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu, yêu ông. Dạ, đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm, 5 tháng. Còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á, là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Em sợ là em giữ không được. Đúng, đúng không? Vậy. Sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn, là ông nói là mẹ anh như thế đó,
em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói, ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói, trời sao con nhỏ nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. Nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn, nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói, anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà, không biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng bạn đã chia tay, có nam cũng có nữ anh tay. Lúc đó hai đứa đang giận lộn mà, thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, cái sự việc dạ, là có dạ, không khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường, là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới, rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ khi đúng mà đám rồi cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ở em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ rồi. Bây giờ mà giấy mà em viết hay là em viết không hết. Vậy hả? Thôi giùm lấy cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ông nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, tại nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời vui, dạ. Thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý hồi do trước vậy? Khi mà yêu em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết không? Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông đối câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà luôn. Ông rồi nhát gan lắm. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nữa, chú Hương Diệu nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi em một cái, em sao không chụp dao được, Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng không? Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này nữa nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói em đi nữa thôi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch.
mà em ủa, á, thì không phải dắt là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố, bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi, còn mà bước nhước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu, đi mà cầm cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về Liếc ở vợ cũng phải thay đổi, giờ Liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á, cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10 hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Hết nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được rồi. Bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của ảnh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi, là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn, nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là đi. Cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng nhây nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh.